Thì gợi ý là các bạn nên đặt ánh sáng ở những cái điểm này nè. Khi ánh sáng mà chiếu xuyên thì chúng ta chọn những cái khoảng trống đó, chúng ta chiếu, ví dụ như là mặt trời nó nằm ở trên góc trên đây. Thế còn nếu mà nằm ở góc đây thì nó sẽ chiếu qua những cái phần sáng nhỏ nhỏ đây thôi. Vậy thì ở đây nó có nhiều điểm sáng cho mình chọn nè. Tạo layer mới. Sau đó các bạn dùng brush, các bạn lít phải, các bạn chọn nét cọ giống cái đám mây á, nó cọ dưới số 32 nè. Rồi mình lít phải, mình cho cái size nó lớn một xíu. Khi các bạn vẽ thì các bạn lưu ý là đặt opacity là 100, flow là 100 và mod là normal, vẽ nó mới có màu nha. Màu trắng các bạn nha, màu trắng. Rồi các bạn vẽ chỗ này nè, các bạn vẽ nè, cho size lớn một xíu nữa đi. Đó, các bạn vẽ vài cái điểm sáng ở ngay những cái vị trí mà mình nó ánh sáng nó xuyên qua đó. Sau khi các bạn thực hiện xong thì các bạn có thể đem nó ra giữa để mình chiếu vào các cái hướng xung quanh cho nó rộng, được chưa? Bởi vì mình có thể lấy cái anh này mình đem qua những cái file khác mình sử dụng luôn. Thì các bạn sẽ sử dụng cho thầy lệnh là filter blur, chọn là gradient blur. Các bạn chọn cho thầy cái lệnh là zoom và mình kéo hết lên các bạn. Nó mình chọn là best để cho nó mạnh hơn nữa. Đặt cái tâm ở trên này nè. Còn mình đặt ở giữa này là nó sẽ phát sáng xung quanh, vậy là nó sẽ chạy lên trên. Kéo lên trên cùng nè các bạn ha. Vị trí ánh sáng chỗ nào các bạn đặt chỗ đó, các bạn bấm ok cái. Tuy nhiên lúc này nó sẽ hơi nhỏ ha. Lý do là file của mình đang ở một cái kích thước khá lớn, nó gần 1 mét rồi. Rồi nó đang chiếu xuống nè các bạn, nhưng mà nó hơi ngắn thì thầy sẽ làm tiếp, lặp lại cái lệnh đó. Thì các bạn nhấn cho thầy là Ctrl F. Mấy cái phiên bản mới nó sẽ là Ctrl Alt F nha. Máy Mac thì chúng ta sẽ là Command F. Đó. Và lặp lại tiếp tục, các bạn nhấn Command F vài lần. Cái file này nó hơi lớn cho nên nó xử lý chậm là chuyện bình thường. Chịu khó chờ nha. Rồi nhấn Ctrl F tiếp tục. Và lúc này đây các bạn hãy nhấn Ctrl T. Các bạn chỉnh kích thước cho nó lớn lên nè. Kéo cho nó lớn lên nè. Rồi các bạn giữ Ctrl để các bạn lấy cái hướng, cái vị trí của ánh sáng trên này nè. Thấy chưa? Đó, các bạn giữ Ctrl, các bạn kéo nè. Đó, để các bạn tạo được cái hướng sáng cho nó đẹp. Bấm Enter một cái. Muốn đậm lên là gì các bạn? Ctrl Z là mình copy là đậm lên. Ctrl Z copy là đậm lên. Tuy nhiên nếu các bạn nhìn kỹ vào thì các bạn thấy nó không hợp. Bởi vì đây nó chỉ sáng thôi chứ nó không dính dáng tới cái nền. Muốn dính dáng tới cái nền thì ba cái layer này các bạn hãy nhóm nó lại thành một nhóm bằng lệnh layer, group layer, Ctrl G. Còn nếu mà các bạn group, bây giờ các bạn lại muốn bỏ group thì các bạn nói là layer ungroup layer, Command Shift G. Còn đây là Command G, được chưa? Rồi, ở chỗ này nè các bạn, trên bảng layer các bạn muốn cho nó trộn vào trong cái nền, trông nó như thật, thì các bạn hãy tìm cho thầy một cái mod, ví dụ mod Multiline, được chưa? Multiline nó ẩn thì chúng ta chọn mod String. Đó. Và đây cái mod mà dễ thương nhất đó là mod Overlay. Đó, overlay các bạn nhìn nó cộng cái ánh sáng vào trong cái nền luôn, khá là thật. Trong trường hợp mà nó đậm quá các bạn muốn bớt đi thì các bạn có thể ẩn bớt layer, còn bạn nào muốn đậm thì tăng thêm layer, được chưa? Vậy là nhớ các bạn rút nó lại nha. Bây giờ các bạn muốn phóng to thu nhỏ, các bạn cứ nhấn Ctrl T cho cả cái rút này luôn. Và khi mình đã làm xong thì ánh sáng mình thích đặt ở đâu cũng được. Ví dụ mình muốn đặt qua bên này, mình đè phím Ctrl mình gửi qua bên này, chiếu về hướng nào đó mình tự chỉnh, được chưa các bạn? Và cái hay hơn của anh này là gì? Khi các bạn đã tạo riêng layer thì các bạn có thể áp dụng cho những cái file khác.
Dĩ nhiên ánh sáng, tia sáng nó sẽ chiếu những vị trí này. Vậy các bạn sang file nè, các bạn chọn vào cái group, các bạn chọn vào công cụ Move và nhớ bỏ Auto Select đi nha. Nhớ bỏ Auto Select để nó chọn là nguyên cái group. Đây mình đang chọn này nè, mình nắm kéo, mình đưa vào tên file, chừng nào nó mở file ra cái mình kéo xuống, buông chuột các bạn. Vậy là xong. Và nhiệm vụ của các bạn bây giờ là các bạn chỉnh cái vị trí ánh sáng làm sao cho nó phù hợp. Đó, bằng cách nhấn Ctrl T nè, click phải chọn Flip Horizontal cho nó lật ngược qua bên đây. Đó, và các bạn set cái vị trí của ánh sáng cho nó hợp lý. Đó, với cái mod overlay là nó cộng cái hiệu ứng vào trong cái nền luôn, khá là đẹp. Chọn công cụ Move nắm kéo qua. Đó, nắm kéo xuống này các bạn. Thấy chưa? Đó, ánh sáng các bạn đặt ở đâu cũng được, dĩ nhiên đây không phù hợp rồi. Đó, nắm kéo đặt vào những cái vị trí này nè. Đó. Rất là đơn giản để các bạn có cái hiệu ứng ánh sáng mà không cần phải sử dụng plug-in.